Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Danh Đặng. Hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn kiểm tra và xử lý khi biến tần và encoder không nhận nhau. Khi các bạn kết nối biến tần và encoder thường sẽ có một vài trường hợp bị lỗi như là card không nhận encoder hay thang máy chạy được một thời gian thì bị rung giật khi chạy vòng kính. Mình đang có một con biến tần dòng A800 của Mixo ở đây. Đầu tiên, khi card biến tần và encoder không nhận tín hiệu, các bạn hãy kiểm tra lại phần đấu dây của encoder. Ví dụ, encoder ngõ ra dạng open connector hay complemental thì đấu dây vào các chân BA1, BB1, BZ1. Ngõ ra dạng light driver, các bạn đấu thêm vào các chân BA2, BB2, BZ2 ở dưới. Chân BG và chân SD là các chân cấp nguồn. Sau đó các bạn chú ý switch số 3 này, gạt lên là complemental và gạt xuống là light driver, và cái switch số 1 này dùng để chọn điện trở nội tương ứng với ngõ ra của encoder đó. Ngõ ra encoder dạng light driver thì không cần gạt cái switch nào hết, chỉ cần để mặc định thôi. Các bạn hãy tham khảo tài liệu về A8AB để hiểu thêm nhé. Tiếp theo thì hãy cài đặt các thông số như là số xung trên encoder, tần số hoạt động và quan sát biến tần đã nhận các thông số chưa bằng các tín hiệu đèn trên đây. Các bạn quan sát này, khi mình quay encoder theo chiều kim đồng hồ thì đèn forward sẽ sáng, và khi quay ngược chiều kim đồng hồ thì đèn reverse sẽ sáng lên. Khi đã cài các thông số encoder mà thang máy vẫn bị rung giật khi chạy vòng kính thì các bạn nên kiểm tra lại encoder bằng máy đo xung oscilloscope, xem ngõ ra xung có vun hay là xung bị méo, hoặc là ngõ ra bị mất xung hoặc là không có xung luôn. Nếu như bị mất xung thường thì các linh kiện bên trong như là tụ điện, IC nguồn, bo mạch đã bị cháy nổ hoặc là tụ đã chết. Ở đây mình đang test một encoder bị mất xung B đầu ra, thì xung A trên màn hình vẫn còn nha các bạn, xung B bị mất. Khi đã kiểm tra và xác định được các linh kiện bên trong encoder bị cháy nổ hoặc chết, bạn nên thay thế linh kiện mới, hoặc là các bạn nên mua mới một encoder để dự phòng và thay thế.